quay trở lại với dự án Shophouse Địa Trung Hải, và chúng ta đang đứng phía trước của căn Venice Convent 101, và đây là tầng 1. Đây là một căn Shophouse tại cung đường Venice, và đây là mặt tiền chính của căn nhà. Venice là một cái dãy Shophouse mặt biển. Đây là một căn Shophouse thường, một căn áp góc. Bên cạnh này này là căn Shophouse Venice 103, là một căn góc. Và đây là cái dãy Shophouse view trực diện ra biển, phía trước không có khu nhà hàng gành đá. Và đây là cái mặt tiền chính của căn nhà với cái theme màu kem sữa, và có hai cửa hai bên và một ô cửa vuông ở giữa, là tầng 1. Anh chị có thể nhìn thấy, chúng ta chỉ cần nhìn qua cái ô cửa kính là đã nhìn thấy biển qua cái ô cửa sổ ở phía trong. Và căn Venice Convent 101 này thì có chiều cao là 3 tầng nổi cộng với một tầng hầm. Tầng 2 sẽ có cái theming màu vàng cam, tầng 2 và tầng 3. Đây là hình ảnh về tầng 2 và tầng 3. Và cái mặt tiền chính của toàn bộ dãy Venice, dãy ven lẻ thì sẽ quay vào phía trong. Và đây là cái trục đường của dãy Venice. Thì căn 101 này nằm giữa là một cái block, hai bên nó đều có hai cái khu tiểu cảnh cực kỳ lớn kết nối từ cung đường Amalfi đi xuống. Và căn 101 là một căn áp góc, căn 103 thì đã bán rồi. Đây là mình đang đứng tại vị trí là cái mặt tiền chính của căn nhà. Đây là cung đường chính Venice mà chủ đầu tư họ vẫn đang hoàn thiện. Bên này là cái khu tiểu cảnh kết nối từ cung đường Amalfi đi xuống cực kỳ lớn. Và phía trên là những cái căn Shophouse Amalfi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái phía mặt sau của căn nhà để xem cái vị trí và cũng như là hướng biển của căn nhà này. Căn 103 là một căn góc này thì đã có khách hàng mua rồi. Và hiện tại chúng ta đang còn trong bảng hàng là căn 101. Ở bên kia thì các bạn có thể nhìn thấy chủ tư họ đang xây dựng kế tiếp của cái cung đường Venice này. Bên đấy sẽ xây dựng cái khu nhà hàng gành đá. Và hai cái căn ở đây thì chúng ta có hai căn là 105, 107 và 109, ba căn. Phía ngoài này thì nó ngay là biển ở phía ngoài này rồi. Ngay mặt biển từ ngay bên hông của căn 103. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ ra phía trước. Đây là toàn bộ cái cảnh quan của phía trước căn nhà. Sau này thì chủ đầu tư họ sẽ làm một cái con đường đi ở phía trước từ những căn Shophouse Venice mặt biển này để kết nối sang khu nhà hàng gành đá ở phía tay phải. Và đây là một cái block Shophouse, chúng ta có thể nhìn thấy phía trước của block Shophouse này thì chỉ có hiện tại đang là khu một bãi đất trống. Về sau chủ tư họ sẽ làm một con đường kết nối ở phía trước này. Một con đường ở phía trước của những căn Shophouse Venice từ căn 95, 97, 99, 101, 103, một cái block Shophouse này để kết nối sang cái khu nhà hàng gành đá, và sẽ là một con đường ở phía trước này khoảng 7 m. Ngoài ra thì cái phía dưới này chủ đầu tư giữ nguyên hiện trạng, sẽ không có đất để xây thêm cái khu nhà hàng gành đá phía trước này. Thành ra là đây là một cái block Shophouse có thể nói là duy nhất tại giai đoạn 1 Shophouse Địa Trung Hải, view trực diện ra biển. Và nó có một cái bãi biển riêng, sở hữu riêng, gần như là cái bãi biển ở phía trước này, cái khu bãi biển và khu gành đá phía trước này thì sở hữu riêng của những căn Shophouse Venice từ căn 97 đến căn 103 này. Trong đó chúng ta có căn 101 đang mở bán trong bảng hàng. Nhìn sang bên này thì sẽ có con đường phía trước và kết nối sang cái khu đầu dự án này, là những cái căn nhà hàng gành đá chủ đầu tư đang xây dựng. Và ba cái căn Shophouse ở
ở phía cuối này là ba căn 105, 107 và 109. Đó. Trên kia là cung đường Amalfi. Bây giờ mình sẽ ra phía trước của căn nhà để cho anh chị có thể nhìn thấy chính xác cái vị trí, cái mặt ngoài của căn ven 101. Đây là không gian cái con đường ở phía trước mà bây giờ cỏ, cái cây dại nó đang mọc này, sau này chủ đầu tư họ sẽ làm thành cái đường. Đây mình đang đứng ở phía trước của căn ven 101. Với cái mặt tiền của căn nhà là 8 mét và diện tích xây dựng của một sàn là 96 mét thì đây là tầng hầm của căn ven 101. Tầng hầm cộng với 3 tầng nổi thì chúng ta sẽ có một căn shop house có 4 tầng. Và đây là cái mặt sau của căn nhà, mặt này thì sẽ hướng ra biển. Và cái thiên minh của cái mặt sau này toàn bộ sẽ là màu vàng. Với tầng 3, tầng 4 sẽ có hai ban công. Tầng 3 có một ban công, tầng 2 có bao cửa và tầng hầm sẽ có một cửa chính và một cửa phụ. Thì sau này chủ đầu tư họ sẽ làm kinh doanh phố đi bộ 24/7 tại cái cung đường Venice cũng như là dự án Shop House Địa Trung Hải. Thì đây là một trong những cái vị trí rất là đặc biệt của dự án. Và nó mang một cái tính chất gần như là độc bản. Tại vì bình thường của Shop House Địa Trung Hải giai đoạn 1, cung đường Venice thì chủ đầu tư họ sẽ xây cái nhà hàng gành đá ở phía trước. Nhưng do cái đoạn này cái diện tích nó không còn thì chủ đầu tư giữ nguyên hiện trạng, và chính vì vậy là những căn shop house của block Venice từ căn 97 đến căn 103 này sẽ sở hữu một cái bãi biển riêng rất là đẹp, một cái tầm nhìn không bị chán gì cả, và nó vẫn nằm ở trong cái cung đường kết nối sang cái khu nhà hàng gành đá sườn đồi ở phía kia. Đây là căn ven 101. Một lần nữa chúng ta nhìn lại cái hoàn thiện mặt ngoài của căn nhà. Và ngoài những cái ưu điểm sở hữu bãi biển riêng, một vị trí gần như độc bản tại giai đoạn 1 Shop House Địa Trung Hải, thì căn ven 101 này nó cũng nằm ở kế bên cái khu vực tiểu cảnh lớn nhất của dự án, và nó kết nối từ cung đường Amalfi đi xuống phía dưới này. Đây là phía trong căn nhà nhìn ra biển. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về căn shop house Venice ven 101 thì anh chị vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.